Để giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan đẹp trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang đồng loạt ra quân, phát hoang, quét dọn, chăm sóc các tỉa các loại hoa dọc trên các trục đường mà mình đảm nhận. Hội cựu chiến binh xã Hòa Nhơn vận động hội viên và nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường mà mình đảm nhận là việc làm thường xuyên được duy trì từ năm 2013 đến nay để bảo vệ môi trường. Thông qua 7 câu lạc bộ môi trường do cựu chiến binh làm nòng cốt và 14 chi hội đăng ký 14 đoạn đường tự quản, gần 3.000 mét đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hòa Nhơn luôn sáng, xanh, sạch đẹp, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hội cựu chiến binh phối hợp với câu lạc bộ môi trường ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường nhằm để cho nhân dân đóng Tết sạch sẽ. Nhận thấy việc làm hữu ích cho cộng đồng xã hội của hội cựu chiến binh xã và các chi hội trực thuộc, nhiều tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Hòa Nhơn cũng tích cực tham gia, góp công góp sức vệ sinh đường làng. Trong đó có nhiều người ngoài 90 tuổi nhưng cũng sẵn sàng ra đường quét dọn, thu gom cỏ dại. Anh em đi lòm phải có mình đi ra lòm với anh em, thà mà mình đa mình làm thôi, chứ còn mình còn khỏe thì ra với anh em. Không chỉ đảm nhận đoạn đường tự quản, vận động nhân dân thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc các loại hoa mà hội cựu chiến binh xã Hòa Nhơn còn tự nguyện đóng góp kinh phí để kết nối hệ thống điện chiếu sáng, trang trí pano trên các trục đường kiểu mẫu. Việc làm này khơi dậy ý thức trách nhiệm của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại địa bàn dân cư.